và hôm nay nó là Su Kem có một cái chuồng mới nè để nhốt Su Kem lại luôn. Hôm nay xin chào cả nhà nha. Hôm nay Kem có cái chuồng này nhốt Kem lại để đừng cho Kem đi ra ngoài. Anh hai vô chơi với Kem nè. Có cái chuồng nè. Anh hai cưng lắm, anh hai ẩm nữa hả? Em thích nó ngồi trong lòng anh hai. Đúng không Kem? Em thích ngồi trong lòng anh hai hả? Hả? Tự nhiên cái la à? Sao vậy? Tự nhiên con la vậy? À, chắc đau cái miệng rồi. Xin chào. Xin chào hai anh em bò vậy hả? Ủa? Kem không đi ra được hả? Kem không đi ra được hả? Bị Kem bị nhốt rồi. Kem bị nhốt rồi. Nhốt chung với anh hai luôn nè. Ừ, nhốt trong lòng chung rồi. Nè các bạn ơi, đây là chè Thái và rau câu dừa nè, và mời các bạn cùng ăn chúng với mình nha. Đây. Rất là ngon. Nay Long ăn chè Thái nha. À, lâu rồi Long không có ăn chè Thái. Mày có nước cốt dừa nè. Ngon đấy. Ngon không con? Ngon. Cái Long rất thích ăn rau câu dừa. Dĩa Thái này ăn có ngọt không con? Rất ngọt. Con nhớ hồi trước á mình đi ăn lẩu, con ăn hai trái dừa nhớ không? Dạ nhớ. Hai rau cầu dừa ăn hai trái nhớ Dạ nhớ. không? Nó hột nhãn ha, coi chừng hột nhãn nha. Con đừng ăn nhãn nữa. Nhãn nó lọt vô họng con ạ. Ở nhà cũng
Ba Long cũng thích ăn chè Thái. Cả nhà cũng đều thích ăn chè Thái. Lâu quá mới ăn vậy, ăn ngon phải không? Ăn ngon. Long nó cũng ít ăn lắm cả nhà, tại vì để nhiều cho đẹp vậy chứ. Long nó cũng ít ăn, nó ăn miếng thôi chứ nó không ăn nhiều. Ngon quá này các bạn ơi. Wow. Bây giờ Long ăn rau câu dừa nha. Đây. Ủa. Đây nè. Wow, rất là ngon. Rất là ngon. Hồi trước Long đi ăn lẩu, Long ăn một lần hai trái dừa này luôn. Cái này có cái vị nó ngon bằng cái chỗ trước con ăn không? Dạ giống. Nhưng mà cái lỗ này nhỏ quá, con mút cũng không được. À, con người ta chặt chặt cái lỗ dừa, cái trái dừa nhỏ quá. Cái miệng nhỏ quá nên mút rau câu không được. Con múc ít ít thôi. Phần clip của Long đến đây kết thúc rồi, và nếu như các bạn thấy hay hãy nhấn like và share, đừng quên nhấn vào phần đăng ký để lúc nào mình ra video mới các bạn sẽ được thông báo sớm nhất nha. Và chào tạm biệt các bạn. Chào tạm biệt cả nhà. Chào tạm biệt.